Em thì em, chị thì chị, giai dế đàng hoàng, chứ mất kinh vậy. MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Hiện tại thì có một khán giả bí ẩn đang tìm anh Phương chống dông. Hello mấy chị nha. Ekip thì đang rút bớt nhang ra ha. Ekip hôm nay là có bé My nữa. Ở bên trong đây thì đó, những ekip khác ha, anh Giàu nè. Hôm nay thì đặc biệt là có chị Hương với chị Bích ha. Còn chị Ngân với chị Hương hai chị Đồng Nai thì chưa lên. Chắc là sáng nay có việc. Nhóm bốn chị em ha. Rồi vô bốn nhóm chị em luôn nè. Chị này xong anh Phương rồi. Ơi cháy cái thao. Cái thao bốc khói. Bé My hôm nay diện nguyên một cây một đầu đen luôn ha chị Bích. Bây giờ mình làm hết xin đi quay một vòng cho tất cả quý cô chú anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay ha. Cái này em đặt riêng mà. Tự đặt riêng, tự thiết kế riêng cho mình. Ở đây có hai chị gái đến viếng mộ nữa nè. Đâu em quay cho bà con bác thấy cái gì anh? Cái áo của anh. Trời ơi. Ai mà in cái áo cái tên anh lên trên áo vậy? Anh in hả? Không phải đâu, người ta in đó, anh đặt thôi. Trời ơi, coi là bé My cao mà con bả khom xuống thấy cực ghê không? Không cỡ nào cũng dính trên màn hình luôn. Thì có kênh vô kênh tụi em rồi. Mà còn thấy cái có hai chị gái đến viếng mộ nè. Áo vàng nào? Anh áo tím à? Áo vàng thì ảnh bị danh ảnh là anh áo vàng mà. À dẫn ra ngồi. Là bạn của vàng. Có ghế. Không phải, chắc là fan hâm mộ của anh áo vàng. Kinh à. Anh áo vàng của fan hâm mộ luôn. Ủa sao group này toàn nữ không ta? Nói vàng tuyệt vời. Anh Ngọc mới khen anh áo vàng quá tuyệt vời. Hôm nay thì đặc biệt là ekip là dọn bàn thờ của chú là buổi trưa. Ê, em phát hiện có một điều kỳ lạ nha. Bữa nay bốp lại về đó anh. À, ở đây bà con cô bác đến viếng mộ ha. Dạ con chào cô. Chào mấy anh chị. Mấy anh chị đang tìm nhang ha. Phải nói cái chú rồng ở bên đây á là trổ mã đỏ hết luôn nha, từ trên xuống tới dưới luôn nè. 15 mét quay cận cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè. Đó, đỏ hết ha, đỏ lừ hết luôn.
anh Ngọc thì anh đang thắp nhang cho bà con cô bác ha. Đó, bây giờ là 12:18 nha, giữa trưa á. Hiện tại thì trời hôm nay thì nói về cái nắng thì không có nắng lắm. Mà làm hết cảm giác như là tầm khoảng 37-38 độ. Bữa nào nắng lắm thì khoảng 39-40 độ ha. Thì hiện tại thì với cái nắng mát như thế này thì chúng ta cũng có thể ngoài nắng được nha. Nhưng mà với chị em phụ nữ thì có thể là sẽ cầm phải dù hay là cần nó. Dạ anh chào cô. Mấy chị, anh đang đến viếng mộ của cậu Năm. Ôi cái nón đẹp quá ha. Ủa nhắc tới nón em mới nhớ, tự sao mình không có lấy nón á trời. Bởi vậy thiệt chán. Giờ tự nhiên cái thấy sao nắng quá trời. Bởi vậy giờ mới nhớ nè, trời ơi thiệt chán thiệt. Lúc nào trong Galo cũng có cái nón xếp hết mà mình lại không có nhớ ra. Hỏi sao mà từ nãy giờ sao mà cái nắng đó. Bởi vậy cái này có trang giả. Nam đeo được chứ nữ đeo là bị lo nắng. Nam đeo là rất là hello. Bà xã, trời nãy giờ anh quên lấy nón là bà xã. Quên gì em nói anh lâu rồi. Tại anh không chịu. Quên, anh quên. Em nhắc anh mà anh đâu có chịu. À, bà... đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Giờ mới nhớ nè, mới mát đầu rồi á. Hồi sáng này 15 hết bị đau mình, đau mẩy, đau nhức mình mẩy á. Thì tối là nằm á, nằm kê cái gối. Mà mình nằm nó bị trật. Nó không có ngay cái gối, cho nên nó sáng vậy nó bị đau cái cần cổ rồi nó nhức mình, nhức mẩy. Cái sáng nay bà xã của 15 hết mới đi mua đồ ăn sáng, chạy ra ngoài mua thuốc. Rồi mới lấy cái chìa khóa đó, cái chìa khóa nhà đó. Cái chìa khóa bằng đồng. Đó, tháo ra cái cạo gió. Nhờ vậy mà giờ 15 mét cảm thấy rất là êm rồi. Không còn nhức nữa. Nguyên nhân mình bệnh cũng do một phần là do mình nằm. Mình ngủ sai cái tư thế. Nếu mà mình không có mà ngăn chặn kịp thời, có khả năng sắp tới là sẽ bệnh ha. Cho nên ngăn chặn kịp thời đó chính là mua thuốc uống ngay, cũng như là cạo gió ha. Đó. Cho nên trời ơi ba bé, mấy con đừng có giỡn cái cây. Với lại ở mộ của cậu Năm hầu như là cậu độ cho mình có cái sức khỏe hay sao đó, nên 15 hết cảm thấy mình gần nhiều khi mình muốn bệnh nhưng mà không có bệnh được. Nó có cái sức khỏe rất là tốt nha. Đây là toàn cảnh trưa nay. Đó, ở đây thì khán giả tiếp tục đến viếng mộ của cậu nè. Cầm hoa. Đó, cầm hoa ha, nước uống. Đó, bây giờ là gì? Bây giờ là 12:23. Giác này là giác giữa trưa rồi, đứng bóng rồi. Dạ em chào mấy chị.
À mình đem nước cúng cậu ha, có hoa nữa. Anh ở gốc ở đâu mà anh nói tiếng nghe lạ quá anh? Anh gốc miền Tây. Miền Tây mà sao nói miền Bắc? Nhưng mà không phải miền Bắc, đây là tiếng dân tộc. Anh Phương đâu anh Thánh Phương đâu? Dân tộc là gì? Chị thấy anh Phương đâu chị? Để em kêu vô rồi. Anh hình như anh Minh anh có dòng nhập hay sao rồi? Kìa anh Phương trong vòng gấp. Là tại vì anh muốn nói tại vì anh ba rất là quý người dân tộc. À. Tộc chứ không phải là dòng. Ủa sao nãy chị Tiên lại vậy? Trời ơi. Sao nay nhiều cái lạ quá nha. Mấy anh nói chuyện mà giống nghe giống Việt Kiều Campuchia quá. Dạ đúng rồi. Đây là Gia Lan. Ồ. Tôi là Gia Lan. Gia Lan luôn. Gia Lan, dẫn hai người xuống đó. Anh coi hết cho chỗ này. Anh kia anh là Gia Lan bởi vì anh có tôi 4 cái máy anh quay trực tiếp luôn. Đúng rồi. Anh già hơn tất cả. Đúng rồi, tôi xuống mà đi bằng con voi. Voi xuống. Một cái máy mà anh tới 4 cái máy. Dạ, phải đủ 10.000 view mới có. Wow. Cái anh Nhóc Hợi thì anh đang like một lần là 4 cái máy ha. Coi này anh đóng đô luôn ở phía phía trước mộ của cậu Năm ha. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép khép lại video này ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.